Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trump quyết đánh tập đến cùng. Sau quyết định rút ngắn thời hạn visa cho các đảng viên Trung Quốc và thân nhân của họ từ 10 năm xuống chỉ còn vỏn vẹn có một tháng, cũng như trừng phạt một công ty lớn của Trung Quốc ở Tân Cương hôm 2 tháng 12. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tiếp tục nã đạn vào chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào ngày 4 tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đã tuyên bố sẽ từ chối cấp visa cho các quan chức Trung Quốc có liên quan đến những hoạt động gây ảnh hưởng ở nước ngoài bằng bạo lực, công bố các thông tin cá nhân hay những chiến thuật uy hiếp khác để đe dọa những người chỉ trích. Đây là hình ảnh ông Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Quyết định này được áp dụng đối với các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc bất kỳ ai tham gia các chiến dịch của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng cáo buộc cơ quan này đã gây áp lực lên những người hải ngoại đấu tranh cho nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, người dân Tây Tạng và những nơi khác. Mặt trận này cũng dùng các chiến thuật cưỡng bức như công bố trên mạng các thông tin cá nhân của những người bất đồng chính kiến và thân nhân của họ. Không chỉ cộng đồng Hoa Kiều mà cả giới trí thức, các nhóm xã hội dân sự ở Hoa Kỳ và các nước khác cũng nằm trong tầm ngắm nhằm áp đặt các quan điểm độc đoán của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói, visa hạn chế được áp dụng cho những người đã dùng hay đe dọa sử dụng bạo hành để thể chất, đánh cắp hay công bố thông tin cá nhân, gián điệp, phá hoại hay can thiệp thô bạo vào những vấn đề chính trị nội bộ, quyền tự do trong học thuật, quyền riêng tư cá nhân hay hoạt động doanh thường. Ông cũng cáo buộc Trung Quốc tìm cách cưỡng bức những người ở Mỹ và các nước khác để ủng hộ các tuyên bố độc tài và những phương án chính sách của Bắc Kinh. Đồng thời, ông cũng kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt việc sử dụng cưỡng bức và chiến thuật đe dọa để đàn áp tự do ngôn luận. Cũng trong ngày 4 tháng 12 năm 2020, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết họ đã chấm dứt 5 chương trình trao đổi văn hóa với Trung Quốc và gọi những chương trình này là công cụ tuyên truyền quyền lực mềm. Đây là hình ảnh chụp màn hình thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm 4 tháng 12 về việc chấm dứt 5 chương trình trao đổi văn hóa với Trung Quốc. Bộ này cũng cho biết trên trang web của mình rằng họ đã đình chỉ chương trình thăm Trung Quốc mang tính giáo dục cho các nhà hoạch định chính sách, chương trình hữu nghị Mỹ-Trung, chương trình trao đổi lãnh đạo Mỹ-Trung và chương trình trao đổi xuyên Thái Bình Dương Mỹ-Trung và chương trình giáo dục văn hóa Hồng Kông. Bộ này nói rằng các chương trình này được lập ra dưới sự bảo trợ của đạo luật trao đổi văn hóa và giáo dục tương hỗ, một đạo luật vào năm 1961 do Tổng thống John Kennedy ký ban hành và nhắm vào mục tiêu thúc đẩy trao đổi học thuật và văn hóa với nước ngoài, trong khi các chương trình khác được tài trợ dưới sự bảo trợ của đạo luật văn hóa và giáo dục tương hỗ đều có lợi cho cả hai bên. 5 chương trình được đề cập hoàn toàn không được tài trợ và vận hành bởi chính phủ Trung Quốc như những công cụ tuyên truyền quyền lực mềm. Ngay trước đó, Hoa Kỳ cũng vừa ra lệnh trừng phạt nhiều công ty Trung Quốc và hạn chế việc cấp thị thực đối với đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là hình ảnh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Ánh. Theo quy định mới, thời hạn thị thực nhập cảnh đối với các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và gia đình của họ chỉ còn là một tháng và chỉ có giá trị một lần duy nhất. Trước khi có quy định này, thì tương tự như mọi công dân Trung Quốc khác, các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc đều có thể xin thị thực nhập cảnh Hoa Kỳ với thời hạn có thể lên đến 10 năm. Các hướng dẫn thị thực mới cho phép quan chức Mỹ xác định xem một người Trung Quốc xin visa vào Mỹ có phải là đảng viên Đảng Cộng sản hay không, dựa trên đơn xin thị thực và phần phỏng vấn lúc đọc đá đơn này. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác nhận rằng việc siết chặt chế độ thị thực nhập cảnh kể trên nằm trong chủ trương bảo vệ nước Mỹ chống lại ảnh hưởng tai hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Ánh thì nói rằng việc hạn chế visa hoàn toàn không có lợi cho chính Hoa Kỳ và ảnh hưởng đến hình ảnh của Mỹ trên toàn thế giới. Cùng với việc siết chặt quy định visa với 92 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và thân nhân của họ. Cũng trong ngày 2 tháng 12, Trung Quốc còn nhận thêm một quyết định trừng phạt khác của Hoa Kỳ, đó là lệnh cấm nhập khẩu bông gòn từ một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc bị cho là đã sử dụng lao động cưỡng ép áp dụng trên thiểu số người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương.
Trong một thông cáo vào ngày 2 tháng 12, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết là Hải quan Mỹ kể từ nay có quyền tịch thu mặt hàng Bông Gòn nhập khẩu từ tập đoàn sản xuất xây dựng Tân Cương PXPCC. Đây là một tổ chức kinh tế bán quân sự chiếm gần 1/5 GDP của vùng Tân Cương, đồng thời là một trong những nhà sản xuất Bông Gòn lớn nhất Trung Quốc. Trong một diễn biến khác liên quan đến Trung Quốc, chuyên gia Mỹ mới đây cũng đã chính thức khẳng định Trung Quốc ngang nhiên tuần tra các vùng biển của Việt Nam và Philippines. Đây là hình ảnh biểu đồ lịch trình tuần tra của Cảnh sát biển Trung Quốc tại Biển Đông trong báo cáo Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á IMTE thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS công bố vào hôm 4 tháng 12 năm 2020. Báo cáo của Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á IMTE thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở tại Hoa Kỳ công bố hôm 4 tháng 12 năm 2020. Lần đầu tiên đã xác nhận việc tàu hải cảnh Trung Quốc xâm nhập bãi tư chính của Việt Nam từ ngày 1 tháng 7 đến tận ngày 1 tháng 12 năm 2020. Đài tiếng nói nước Pháp RFI dẫn lại một nội dung báo cáo cho biết một chiếc tàu hải cảnh lớn mang số hiệu 5204 đã phát tín hiệu nhận dạng AIS từ bãi tư chính, khu vực nằm trọn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong suốt 4 tháng. Thậm chí vào ngày 2 tháng 11, chiếc tàu này còn ngang nhiên tiến sát khu vực cụm nhà giàn DK1 của Việt Nam chỉ cách có 5 hải lý và thường xuyên lượn lờ xung quanh lô dầu khí 0601. Sự kiện này trùng hợp với quyết định của Hà Nội hủy bỏ việc khoan thăm dò tại lô này. Sở dĩ tàu Trung Quốc dễ dàng tiến hành vòng tuần tra mới tại bãi tư chính là nhờ lập căn cứ trên đá chữ thập chiếm được của Việt Nam sau trận hải chiến Trường Sa năm 1988. Thủ đoạn quấy nhiễu của tàu hải cảnh 5204 ở bãi tư chính cũng giống như việc áp sát giàn khoan ở Malaysia bãi cạn Luconia, chứng tỏ đây là một chiến thuật hẳn hoi của nhà cầm quyền Bắc Kinh. AMTI còn ghi nhận rằng điều đáng chú ý là bãi tư chính ngoài khơi đông nam của Việt Nam cũng đã được bổ sung vào trong lộ trình tuần tra thường xuyên của tuần duyên Trung Quốc. Đây là địa điểm gây căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc trong nhiều tháng liên quan đến các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của Hà Nội trong năm 2019. Cũng vẫn theo IMTI, đại dịch viêm phổi Vũ Hán COVID-19 đã không ngăn cản hoặc kìm hãm bớt Trung Quốc triển khai các tàu tuần duyên xung quanh các địa điểm mang tính biểu tượng quan trọng ở biển Tây Philippines, kể cả việc thâm nhập vào các vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở các bãi đá cạn như các port và bãi cỏ mây. Đây là hình ảnh bản đồ thể hiện số ngày tuần tra của Cảnh sát biển Trung Quốc tại các vùng biển của Việt Nam và Philippines trong báo cáo Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á AMT thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS công bố vào hôm 4 tháng 12 năm 2020. Qua phân tích dữ liệu hệ thống nhận dạng tự động AIS, chuyên gia theo dõi các vị trí tàu thuyền trên biển mà trang mạng Marian Traffic thu thập được. AMT ghi nhận trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2019 tới tận ngày 30 tháng 11 năm 2020, các đội đầu tàu tuần duyên của Trung Quốc không chỉ duy trì sự hiện diện lâu dài tại những bãi cạn như Scarborough, Cỏ Mây và bãi Luconia, mà còn dường như đã gia tăng tần số tuần tra tại những khu vực này trong suốt giai đoạn dịch bệnh. Cụ thể là 287 trong số 366 ngày gần đây, ít nhất có một và thường là hai tàu tuần cảnh sát biển Trung Quốc phát sóng tín hiệu tại bãi cạn Scarborough. IMT cho rằng đây là một mức tăng đáng kể so với 162 ngày trong năm 2019. Cũng theo nhận định của IMT, việc các tàu tuần tra Trung Quốc phát sóng thường xuyên hệ thống nhận dạng tự động từ những bãi cạn trên vốn dĩ không thuộc chủ quyền của Trung Quốc cho thấy là Bắc Kinh cố ý đánh đi tín hiệu đòi hỏi chủ quyền của mình. Từ những quan sát trên, các nhà phân tích của IMT cho rằng đại dịch viêm phổi Vũ Hán là một tấm bình phong che giấu cho việc thực hiện các hành động hung hăng của Trung Quốc, đòi hỏi chủ quyền trên gần như hầu hết diện tích Biển Đông, kể cả những vùng lãnh hải phía Tây thuộc chủ quyền của Philippines. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ Ba, ngày 8 tháng 12 năm 2020 với bản tin Donald Trump quyết định đánh tập đến cùng. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.